Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá và chấm điểm một số cổ phiếu cùng với các anh chị nhà đầu tư. Về tổng quan thì chúng ta nhìn nhận lại thị trường một tí này. Hôm nay thì tất cả các thống kê trên thị trường thanh khoản giao dịch 16.000 tỷ đi kèm với đó là khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khoảng 600 tỷ, thì các cái thống kê này nhìn chung nó vẫn đang ghi nhận cái chỉ báo định lượng, thì nó đồng nhất với cái quan điểm cung và cầu đều rơi về mức kém các anh chị nha. Thì cái vấn đề này nó sẽ thể hiện một phần đó là cái sự giao dịch yếu ớt mang cái tính thận trọng của nhà đầu tư. Ngày hôm nay ngoài một số cái trụ đỡ các anh chị thấy như là Vinhome với lại VIX thì cái nhịp hồi phục nó ở mức nhẹ và cái dòng tiền đa phần là nhờ cái trụ đỡ là chính thôi. Như vậy thì trên nhiều cái góc nhìn thì đánh giá cái rủi ro và cái điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái kịch bản tương đối là an toàn, đó là thị trường sẽ tích lũy đi ngang và duy trì cái kịch bản đi ngang này, sẽ rung lắc nhẹ trong cái thời gian sắp tới. Một số các anh chị có tham gia và hỏi mình về các cái cổ phiếu cũng như là đánh giá một số cái cổ phiếu ở đây này, thì các anh chị hãy cùng mình chúng ta phân tích thêm các cái cổ phiếu. Các anh chị nào có quan tâm đến các cái cổ phiếu nào thì có thể cập nhật ở phía bên dưới trong cái phần live stream các anh chị nhé. Bạn có hỏi về mua mã cổ phiếu CSV các anh chị. Đó. Thì theo cái tiêu chí chọn lọc một cái cổ phiếu thì ở đây mình chia sẻ các anh chị cái phương hướng là chúng ta cố gắng chọn các cái cổ phiếu làm sao cho nó ngon bổ rẻ một tí. Để mà ngon bổ rẻ thì chúng ta phải dựa vào cái chấm điểm này. Cái chấm điểm này mà nó lớn hơn 6 á thì chúng ta xác định được cổ phiếu đó nó tương đối là ngon để chúng ta đầu tư ở trong những cái bước sau. Trên màn hình á, các anh chị thấy con CSV là cổ phiếu hóa chất cơ bản miền Nam đúng không ạ? Thì cái điểm số ở đây là 8.75 trên cái thang 10. Như vậy thì về mặt sức khỏe tài chính, ở báo cáo tài chính thì chúng ta đánh giá CSV này tốt rồi đó. Tăng trưởng ở trong cái giai đoạn này thì có phần bão hòa, có phần bão hòa. Và cái mức độ cam kết đầu tư là 17%. Do vậy thì kết hợp giữa cái mức điểm 8.75 và cái cam kết 17% như thế này, mình đánh giá là CSV là một cái mã cổ phiếu ngon và các anh chị hoàn toàn có thể theo dõi để canh mua đối với mã cổ phiếu CSV này. Về chart kỹ thuật thì các anh chị hãy cùng mình chúng ta xem và đánh giá kỹ thuật của CSV một tí. CSV là một mã cổ phiếu ngoài ngon thì các anh chị thấy là nó tương đối là bổ, tức là nó vẫn tạo được cái lợi nhuận cho nhà đầu tư khi mà chúng ta tham gia ở những cái nhịp đáy của cái vùng hỗ trợ như thế này. Ở trong cái giai đoạn hiện tại giá của CSV đang là 63.1 các anh chị nhé. Và theo mình đánh giá là có khả năng nó sẽ tiếp cận lên hai cái vùng kháng cự trên trong ngắn hạn, tức là từ cái vùng 66.5 này và cái ngưỡng cao hơn ở trên đây là 71.8. À, 71.8. Như vậy nếu như mà CSV nó có rung lắc và nó có điều chỉnh và kết thúc cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn ở trong cái giai đoạn này thì các anh chị hoàn toàn có thể là canh mua và canh tham gia đối với mã cổ phiếu CSV. Tại vì đây mà cổ phiếu đạt cái tiêu chí 8.75 trên thang điểm 10, đạt cái điểm cao. Và cái chart kỹ thuật cũng khá là đẹp ở trong cái giai đoạn này. Đó. Khuyến khích anh chị là đánh ngắn hạn nhé. Còn về cái ngưỡng mục tiêu ấy, thì chúng ta xem CSV còn rẻ hay không ấy, thì chúng ta phải định giá để biết được cái vùng 63 này có rẻ nữa hay không để chúng ta quyết định là tiếp tục mua. Áp định giá, đây câu hỏi của bạn tiếp theo đó là câu hỏi về việc định giá cái gì á, định giá cổ phiếu. Thì định giá sẽ giúp cho chúng ta biết là cổ phiếu nó còn rẻ hay không á các anh chị. Đó, thì chúng ta đem và xem định giá về mã cổ phiếu CMG. Ở đây mình sẽ phản hồi lại cho bạn thay. Các anh chị tham gia thì trong TikTok á, thì các anh chị nhắn trong cái phần bình luận TikTok mình vẫn hỗ trợ trả lời các anh chị nhé. Trước tiên là mình cùng với các anh chị là chúng ta mở cái file định giá của CMG lên. Đó, các anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình là cái rất là nhiều cái mã cổ phiếu mà mình thực hiện cái việc định giá để mình đầu tư, thì mình luôn chọn cổ phiếu theo ba cái tiêu chí đó là ngon, bổ và rẻ các anh chị nhé. Ngon là điểm cao, bổ là cái xu hướng tăng dài, rẻ tức là giá trị nó thấp hơn mức định giá. Chúng ta gõ mã cổ phiếu CMG vào trong cái Excel định giá này, Enter một cái. Rồi các anh chị đang nhìn này. Ở cái vùng định giá của CMG nếu như mà ở đây chúng ta tham gia mua ở cái mức độ là vùng 28 đi, 28 đi, thì cái khuyến nghị ở phía bên dưới các anh chị thấy là nó mua rất là nhiều. 7 cái phương pháp định giá này, chúng ta có 7 phương pháp định giá như là B/E, định giá dòng tiền tương lai, định giá chiết khấu dòng tiền, định giá theo giá trị sổ sách,
định giá theo dòng tiền tự do doanh nghiệp định giá trung bình, thì các anh chị thấy là nếu như ở vùng giá thấp đi thì định giá của CMG đạt đến vùng 46 đến vùng 59, đúng không? Mà nếu như các anh chị không tham gia vùng 28 mà các anh chị mua ở những vùng 38 đi, thì các anh chị nhìn ở phía bên này này, cái biên lợi nhuận nó giảm dần, cái biên lợi nhuận nó giảm dần, cũng như là cái mức độ rủi ro của các anh chị sẽ tăng lên. Các anh chị hình dung à? Còn bây giờ giá của CMG đang là giá hiện tại, các anh chị nhìn là 48.9, đúng không ạ? Nếu như vùng này chúng ta tham gia thì sao? Chúng ta tham gia vùng 48 đi. Thì các anh chị thấy là như thế nào ạ? Cái biên lợi nhuận nó đã rất là thấp rồi, chỉ còn đâu đó là 3-6%. Điều này có nghĩa là sao các anh chị? Tức là CMG đang gần chạm vào vùng giá trị thực. Các anh chị thấy là đối với 7 phương pháp định giá này thì cái mức định giá cao nhất nó phải thuộc về ở đây là phương pháp B/B, cho cái mức giá có thể đạt được cao nhất là 59. Phương pháp B/B là phương pháp định giá theo kiểu sổ sách, thì thường định giá theo sổ sách lý thuyết ấy, các anh chị, thì nó định giá rất là cao, thì chúng ta thấy là khả năng đạt được là 58.8 này. Khi đó cái giá trị trung bình của CMG là vùng 48. Điều này có nghĩa là 48-49 ở giai đoạn hiện tại đang gần tiệm cận vào cái định giá trị thực đối với CMG. Do vậy thì cái biên lợi nhuận nó thấp đi và cái rủi ro của chúng ta tham gia nó sẽ càng cao lên. Do vậy thì ở cái mức định giá này thì cái khuyến nghị của mình là các anh chị không nên tham gia thêm nữa, mà nếu có hay chăng mua vào thì chúng ta chỉ mua để đầu tư ngắn hạn thôi, với cái kỳ vọng là cái vùng giá cao nhất này là cái vùng giá 59 đối với CMG. Các anh chị nói vậy. Và để mà mua con này thì các anh chị cố gắng làm sao mua cho mình cái lùi cái giá mua xuống một tí các anh chị. Đó, các anh chị lùi xuống 745 đi thì cái biên an toàn của chúng ta nó đỡ hơn một tí này. Biên an toàn của chúng ta nó đỡ hơn. Cái lợi nhuận của chúng ta cũng có, cũng đảm bảo được phần nào. Các anh chị hình như không ạ? Tức là chúng ta định giá một cổ phiếu thì chúng ta cố gắng mua cái giá nó thấp thấp một tí. Ở đây cái mức điểm nó chấm khoảng 6 điểm đối với con CMG. Các anh chị cùng mình nhìn chặt đối với mà cổ phiếu CMG một tí này. Đây, các anh chị thấy là chạc cổ phiếu này là một mà cổ phiếu tăng dài hạn. Về mặt xu hướng, các anh chị thấy là nó luôn tích lũy và tăng dần lên, đúng không ạ? Luôn tích lũy và tăng dần lên. Thì bây giờ giá nó đã đạt vùng định giá rồi. Còn ở những cái vùng thấp như thế này, ví dụ như là những cái vùng 18 rồi 28, 30 thì chúng ta mua biên an toàn nó rất là cao. Tuy nhiên thời điểm nó đã qua rồi các anh chị. Bây giờ nó là 48, 49 rồi. Do vậy thì chúng ta cố gắng làm sao các anh chị canh để đánh ngắn hạn thôi, chứ còn mua mà nắm giữ theo định giá thì mình thấy là nó chạm vào cái vùng giá trị thực rồi các anh chị nha. Đây, mình show lại cho các anh chị thấy là cái bảng định giá của CMG này. Đó là định giá của CMG. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn anh Phụng, cảm ơn các anh chị. Nhờ anh Phụng xem hộ con DBM và VND ạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Trước tiên là DBM các anh chị đánh theo định giá giúp mình nhé. Đoạn này thì DBM chỉ đánh theo định giá thôi. Thì mình sẽ mở cái định giá lên cùng với các anh chị. Mình có làm cái định giá của DBM ở năm 2023 này. Đây là định giá của DBM, mình mở lên để các anh chị tham khảo nhé. Rồi, với cái định giá của DBM các anh chị thấy là vùng giá hiện tại là 34.7. Thì nếu như mà chúng ta mua quanh quanh vùng 30 đi thì cái khuyến nghị ở đây là nên mua vào đối với DBM, tại vì mức 30 này còn rẻ. Rẻ là tại vì sao? Tại vì cái sức định giá của nó là nằm ở tầm 40, cao nhất là 52, tuy nhiên là chúng ta kỳ vọng đâu đó tầm 40 thôi. Tức là chúng ta cố gắng là mua 30 hoặc là dưới 30 càng tốt, hoặc là khi mà nó chạm vào những cái hỗ trợ thấp á thì các anh chị cố gắng các anh chị mua vào. Định giá của nó là tầm 40 này cho đến 52 các anh chị nhé, 40 cho đến 52. Do vậy thì ở cái mức giá này thì người ta sẽ khuyến nghị, hệ thống nó sẽ khuyến nghị chúng ta nên mua vào với cái mức lợi nhuận đâu đó từ 20 cho đến 25%. Như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận được. Đây là cái bảng định giá đối với mã cổ phiếu DBM các anh chị nhé. Đó, thì các anh chị thấy là nó nằm ở vùng 40. Và khi mà các anh chị đầu tư thì các anh chị cố gắng là mua gom dần ở cái vùng giá thấp và nắm giữ cho đến khi nó đạt được cái mức giá mục tiêu. Đây là chart kỹ thuật của DBM. Về chart kỹ thuật thì các anh chị thấy là DBM vẫn đang giao dịch ở trong kênh giảm nha, chưa thoát ra khỏi kênh giảm đâu, vẫn đang giao dịch trong kênh giảm. Do vậy thì cái đoạn 34-33 này nó sẽ rất là yếu và có khả năng nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng như là 32 hoặc là vùng 30 càng tốt, lúc đó chúng ta mua càng biên càng cao, biên sẽ càng cao.
Tuy nhiên đoạn này các anh chị mua được, mua với cái tỷ trọng thấp thôi. Mình đánh giá là chỉ mua được 5-10% thôi. Mình cũng mua cái lượng này 5-10% thôi. Khi nào nó mới thoát hẳn cái vùng 37, 36 và 7 này thì chúng ta mới nâng được cái tỷ trọng lên để chờ cái mục tiêu 40 các anh chị nha. Đó là mã cổ phiếu DBM. Còn tiếp theo, cổ phiếu tiếp theo bạn có hỏi đó là mã cổ phiếu VND, đúng không ạ? VND. Thì đối với VND chúng ta chấm điểm một tí. VND này. Rồi. Trên màn hình các anh chị thấy là VND đạt mức điểm 6.25 trên thang 10. Với cái thang này thì chúng ta nó đạt cái tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của mình. Tức là mình lựa chọn một cái cổ phiếu thì nó phải trên 6 điểm thì nó mới đảm bảo cái tiêu chí ngon, thì mình mới lựa chọn cái cổ phiếu này. Về tăng trưởng cổ phiếu VND có, về cam kết đầu tư các anh chị thấy nó 29%, 29% là một cái mức cao hơn nhiều so với cái lãi suất của ngân hàng trong cái thời gian gần đây, đúng không ạ? Đó, do vậy thì VND về mặt sức khỏe tài chính là mình đánh giá là ngon, tốt để chúng ta cân nhắc và đầu tư lựa chọn đầu tư. Về chart kỹ thuật đối với VND chúng ta nhìn một tí. Ở đoạn này thì VND sẽ có một cái cản kháng cự ngắn hạn quanh vùng 25. Do chưa thoát được vùng 25, do vậy thì VND đang lùi lại để tích lũy về ở vùng 20X. Khuyến nghị nếu như mà cổ phiếu tiếp tục lùi về vùng 20X, điều chỉnh tích lũy xong và đi vòng cung lên trở lại thì các anh chị có thể tham gia mua để chờ nó test trở lại vùng 25. Đó, đây là cái mục tiêu và cái phương hướng đánh ngắn hạn đối với mã cổ phiếu VND. À, như vậy thì về chart này và về điểm số này thì mình đánh giá VND ok các anh chị nhé. Đánh giá giúp mình sức khỏe tài chính của CMG và SKG Thanh Phụng. CMG mình vừa đánh giá cùng với cái bình luận ở phía bên dưới này các anh chị nhé. Đây, một cái bình luận của bạn Yêu Thể Thao Việt Nam 7203 thì mình có chia sẻ hẳn các anh chị là cái định giá của CMG. Và đối với CMG thì hiện tại vùng giá nó đang đạt mức định giá trị thực rồi. Các anh chị muốn đầu tư thì canh đánh ngắn hạn, đánh lướt thôi. Còn định giá nó đã đủ rồi các anh chị nhé. Định giá nó đủ rồi. Do vậy thì mình trả lời con tiếp theo đó là con SKG. Các anh chị cùng mình chúng ta chấm điểm tài chính một tí đối với SKG. Điểm tài chính của SKG là 6.25 trên thang 10. Đạt các anh chị nhé. Đạt. Đối với mình cứ 6 trở lên là mình ưu tiên mình đầu tư. Một số các anh chị thì chấp nhận mức thấp hơn, tức là mức đâu đó tầm 5, tầm 4. Tuy nhiên thì mình là phải 6 trở lên thì mình mới chọn cổ phiếu đó để mình đầu tư các anh chị ạ. Mức tăng trưởng có này, mức tăng trưởng hiện tại là cũng tăng trưởng dương. Ok, phù hợp với ngắn hạn luôn. Một cái vấn đề hơi thấp đó là cổ tức cam kết đầu tư có 2%. Tức là nếu như chúng ta, các anh chị có cái xu hướng mà mua con này để nắm lấy cổ tức á, thì nó không đạt nha. Nó chỉ đạt về mức điểm số và mức tăng trưởng thôi. Chúng ta soi chart đối với mã cổ phiếu SKG. Về kênh xu hướng thì các anh chị hãy nhìn này. Đó, kênh xu hướng của SKG vẫn đang vận động trong cái vùng sideways biên độ rất là rộng. Đoạn này thì nền giá đã thay đổi và nâng lên được vùng 16. Do vậy đối với mã cổ phiếu SKG đang có cái nhịp đánh trong ngắn hạn các anh chị nhé. Thì các anh chị muốn mua thì canh mua ở cái vùng tầm có vùng 15X này. Đó, thì các anh chị mua để đánh ngắn hạn lên đến đâu đó tầm vùng 17.3 nhé. Tại vì mình đánh giá là cái kênh này là cái kênh là nó sẽ hồi phục và tiếp tục nó dò lên để nó chặn cái cản chéo ở phía bên trên này này. Đó, đó là về mặt kỹ thuật thì mình đánh giá là có khả năng sẽ có một cái nhịp ngắn hạn đối với SKG. Các anh chị canh nó điều chỉnh rung lắc, có cái giá tốt thì các anh chị có thể mua cho ngắn hạn nhé. Và nhờ vào cái điểm số của nó là trên 6, do vậy thì chúng ta mua SKG nó cũng phần nào an tâm cho các anh chị. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn các bạn. Nhờ S xem hộ em con HHV DIG VCG với ạ. Thanat. Cảm ơn bạn. Chúng ta có 3 mã cổ phiếu thì mình sẽ
kiểm tra lần lượt ba mã cổ phiếu này nó như thế nào. Đối với HHV, chúng ta kiểm tra tài chính một tí xem thử nó có ngon ở trong cái tình huống này hay không. HHV thì anh chị thấy là thứ nhất là điểm kém 2.5 thôi, điểm kém các anh chị nhé, 2.5 thôi. Tăng trưởng thì nó ở cái mức tăng trưởng dương đó, tuy nhiên cũng thấp chứ không có gì đột biến. Còn về cam kết đầu tư thì nó chỉ có 2% thôi, tức là mua để lấy cổ tức thì nó không bỏ, không đáng. Điểm nó cũng thấp nữa, do vậy thì về mặt sức khỏe tài chính thì mình không đánh giá cao đối với HHV. Và nếu như mà cái điểm thấp hơn 6 thì HHV không phải là cái mục tiêu để mình lựa chọn mình đầu tư các anh chị nhé. Chúng ta xem chart của HHV một tí. Về chart kỹ thuật thì HHV đang tích lũy tốt trên cái đà tăng các anh chị nhé, tích lũy tốt trên cái đà tăng. Theo mình đánh giá là nếu như ở đoạn này nó tiếp tục rung rũ và tích lũy lại vùng 14 đi thì các anh chị hoàn toàn có thể mua để nắm giữ đánh nhịp ngắn các anh chị nhé. Tại vì cái trend này vẫn là cái xu hướng tích lũy để tăng. Chưa có cái dấu hiệu đảo chiều đâu anh chị nhé, chưa có dấu hiệu đảo chiều, tích lũy tăng thì nếu như có điều chỉnh ngắn hạn thì các anh chị mua để đầu tư ngắn hạn được. Còn về điểm số thì thấp, không phải là cổ phiếu để mình lựa mình đầu tư, mình các anh chị thích nên là ở đây mình có phân tích thôi. Mã cổ phiếu DIG tiếp theo này, DIG tiếp theo chúng ta kiểm tra sức khỏe tài chính xem cổ phiếu có ngon hay không. 6.25/10 đạt cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn đầu tư đúng không ạ? Đây thì tăng trưởng thì gần như là bão hòa, cam kết đầu tư cũng không có gì đột biến, 7% thì nó cũng tương đương với ngân hàng là chính. Tuy nhiên được mức 6 này, đây là cái cổ phiếu bất động sản được mức 6. Một cái mã cổ phiếu bất động sản mà điểm rất là cao, các anh chị biết con gì không ạ? Các anh chị check con Nam Từ Liêm NTL này. Đây các anh chị, điểm số tuyệt vời, 8.75/10, nó chỉ thiếu cái phần định giá B/B này thôi. Đó, còn lại là các anh chị điểm số rất là tuyệt vời đối với Nam Từ Liêm. Tăng trưởng thì lại cực kỳ cao, tức là những cái tăng trưởng như thế này á thì nhà đầu tư ngắn hạn họ rất là thích. Họ rất là thích cái sự tăng trưởng này tại vì cổ phiếu nó sẽ tăng một cách rất là nóng luôn. Cam kết đầu tư cá nhân nó cũng có 17%. Do vậy thì các anh chị mới nhìn chạc xem con Nam Từ Liêm này. Đây các anh chị thấy chạc nó không ạ? Nó tăng là nhờ cái gì? Là sự hội tụ đủ của những cái yếu tố như là sức khỏe tài chính cao, 8.75/10, tăng trưởng rất là đột biến này. Do vậy thì cái ngắn hạn này nó tăng gần như là chúng ta phải đo cái góc của nó khoảng gần như là dựng đứng đúng không ạ? Mình lấy cái đường thông tin cho các anh chị thấy này. Đây cái đoạn này đi. Đây, chúng ta kéo lên thì các anh chị thấy là cái đoạn này nó tăng tới 67 độ. Tới 67 độ. Cái khoảng thời gian tăng là 22 thanh, tức là 22 phiên giao dịch á. Thì các anh chị thấy là tăng 67 độ như thế này là tăng dựng đứng. Tăng dựng đứng như thế này là bởi vì sao? Là do cái tăng trưởng này. Nó tổng của nó là 932%, tăng trưởng rất là tốt. Cam kết đầu tư nó cũng cao, tức là cái cổ phiếu này mà các anh chị mua để nắm giữ cổ tức thì nó cũng đạt một cái cổ phiếu mà nó đạt đủ tiêu chí là ngon này. Chạc thì bổ, tức là tạo được lợi nhuận cho đầu tư. Còn rẻ hay không thì mình chưa biết, ở vùng 43 này thì mình chưa định giá, do vậy thì mình chưa biết con Nam Từ Liêm này ở 43 có còn rẻ hay không. Chứ còn về chạc thì chúng ta đánh giá nó rất là đẹp rồi. Thế thì quay trở lại DIG, mức 625 này là chấp nhận các anh chị nhé. 625 này là chấp nhận. Chúng ta xem chạc của DIG một tí này. Về chạc thì DIG đang tích lũy và có đà tăng các anh chị nhé. Tích lũy và có đà tăng. Nếu như mà rung lắc và điều chỉnh thì các anh chị hoàn toàn có thể canh mua được. Giá tốt nhất là giá ở 30, nó có hỗ trợ. Tất nhiên là ở đoạn này là mình thấy là DIG vẫn đang giữ giá rất là tốt. Thì về ngắn hạn vùng 30 cũng hơi khó, tuy nhiên có 30 thì anh chị sẽ mua tốt hơn này. Còn ở đây vùng 32 thì anh chị mua được tỷ trọng vừa nha. Mục tiêu thì chúng ta vẫn định hướng là nó sẽ kéo lên đến cái kháng cự ở trên này đi, 40x gì đó ở trên này. Thì cái xu hướng nó vẫn đang giao dịch tăng, vận động tăng này. Do vậy điều chỉnh hay là giảm thì anh chị hoàn toàn một canh mua được. VCG, chúng ta xem thử điểm của VCG như thế nào các anh chị nhé. VCG này,
Ồ, VCG điểm nó không có gì khá cả anh chị. Tất nhiên là theo cái tiêu chí đầu tư của cá nhân của mình đi, thì một cái cổ phiếu mà cái điểm nó như thế này thì chắc chắn là nó không phải là cổ phiếu nằm trong cái danh mục để mình đầu tư nha. Đó là quan điểm cá nhân của mình chia sẻ cùng với các anh chị. Còn đối với các anh chị thì mỗi anh chị cái góc nhìn nhận và cái cách đầu tư của anh chị khác, hoặc là các anh chị có cái tin gì đó các anh chị đánh theo đội thì mình không biết. Tuy nhiên thì với cái góc nhìn của mình mà cái tài chính nó thấp ở mức không điểm như thế này thì mình sẽ không lựa chọn để mình đầu tư đâu. Chúng ta soi chart một tí. Về chart thì cổ phiếu vẫn đang vận động hồi phục, gọi là hồi phục tại vì kênh giảm ở đây nó vẫn còn này, kênh giảm ở đây nó vẫn còn đối với VCG thì mình gọi là hồi phục. Đoạn này thì bắt đầu nó đang điều chỉnh ngắn hạn các anh chị nhé, tức là từ cái vùng 26.7 nó đang điều chỉnh về vùng 24.45 á, thì nó điều chỉnh. Thì điều chỉnh như này thì mình đánh giá là điều chỉnh tốt, tích cực, bình thường, không có gì cả. Về chặt kỹ thuật thì vẫn đang tích lũy tăng, do vậy thì nếu như rung lắc nó điều chỉnh ở mức dưới 24 đi thì các anh chị vẫn canh mua để đầu tư ngắn hạn, ok, không có vấn đề gì cả ha. Nhờ anh Phụng xem giúp cổ phiếu SHS và CMX. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn. SHS các anh chị. SHS 5 trên 10 các anh chị nhé. 5 trên 10 là điểm của SHS. Với mình thì nó chưa đạt, tuy nhiên một số các anh chị vẫn chấp nhận được cái mức 50-50 này. 5 trên 10 một số các anh chị mình thấy là vẫn chấp nhận, ô đầu tư ok. Tăng trưởng có, cam kết đầu tư thì nếu như mua cổ tức thì không ăn thua. 8% như thế này là thấp. So với VCI thì quá thấp. VCI này các anh chị thấy cam kết đầu tư không? 43 này, 8% này, 51. Tiếp theo đó là điểm thì 5, nó tương ứng với lại SHS, tuy nhiên cam kết đầu tư nếu mua cổ tức thì VCI nó tốt hơn SHS nhiều, đúng không ạ? Tốt hơn SHS nhiều. Chúng ta xem chart kỹ thuật của SHS một tí. Chart của SHS đang là chart tăng. Dạ, vận động như thế này là vận động tăng. Do đang nằm trong vận động tăng. Thị trường thì đang yếu, rung lắc, điều chỉnh thì đây là cơ hội. Nó điều chỉnh xong và nó quay trở lại nó tăng thì các anh chị cứ canh mua. Nó đang trong cái vùng điều chỉnh này thì các anh chị cố gắng canh, thì các anh chị mua trở lại ok để các anh chị đầu tư nhé. Vận động của nó vẫn đang tốt này, các anh chị thấy là xu hướng, đây là cái xu hướng tăng. Thì đây là ngắn hạn điều chỉnh thì đó là cơ hội để chúng ta canh mua đối với SHS, không có gì cả các anh chị nhé. CMX đó, chúng ta chat luôn xem thử CMX nó như thế nào. Phải lọc điểm các anh chị nha. Mình thì mình rất là kỹ, mình lọc cổ phiếu nó rất là nhiều. Thế anh chị thấy là CMX mà lọc như thế này thì nó không phải là mục tiêu của mình để mình đầu tư, được chưa? Không phải là mục tiêu để mình đầu tư. Nó không đạt tiêu chí điểm của mình. Về chart thì nó cũng yếu, không có gì đặc sắc ở đây cả. Các anh chị thấy giá nó tám và nó ở vùng đáy thì anh chị nghĩ nó rẻ. Tuy nhiên để biết nó rẻ hay không thì các anh chị phải lấy cái báo cáo tài chính á, và các anh chị đưa vào cái phương pháp định giá, các anh chị định giá thì mới biết nó đắt hay nó rẻ các anh chị à. Chứ còn hiện tại thì chart nó đang yếu, không có gì đột phá ở đây cả các anh chị nhé. Thì cả hai thứ đó là điểm và chart thì mình đánh giá là yếu đối với CMX này. À, quay trở lại nó mới nói cái con mà hôm hôm qua các anh chị mình phân tích cùng với mình cũng đọc một cái bình luận của các anh chị nhà đầu tư thôi. Anh chị có hỏi mình về con gì, con SHB hay sao á. Đây, con SHB, một cái con cổ phiếu mà 10 trên 10 cam kết đầu tư 22%, tức là mua về dài hạn hay là mua về tích trữ tài sản thì nó đều đạt cái tiêu chí rất là tốt. Đều đạt cái tiêu chí rất là tốt, chỉ có điều là cái thanh khoản nó thấp. Tức là các anh chị mua gom từng ít một thì ok. Các anh chị một cái cổ phiếu 10 điểm thì hồi mình làm mình thấy à con này sao cái điểm nó cao như vậy. Thì các anh chị soi chặt mới thấy là bất ngờ này, cái nội dung nó bất ngờ ở đây này các anh chị. Đây, các anh chị mới thấy là nó tăng trưởng dài hạn không ạ? Nó tăng trưởng dài hạn các anh chị ơi. Đây. Nó nằm từ cái vùng giá 1.6 năm 2012 đúng không ạ, mà nó cứ bò lên, nó cứ tăng 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 nhích 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 lên như thế này. Nó chỉnh rất là ít, tức là một cổ phiếu mà đạt tiêu chí vừa ngon mà vừa bổ, tức là giá nó cứ tăng như thế này thì nó chỉ sinh và tạo lợi nhuận cho các anh chị nhà đầu tư thôi. Chỉ đáng tiếc là nó thanh khoản rất là thấp. Thanh khoản thấp thì chúng ta mua tỷ trọng nhỏ thôi, chứ chúng ta không mua cái tỷ trọng cao được, chúng ta khó bán ra thôi. Rồi.
Tiếp theo đó là VGS và V ngân hàng quốc tế VIB các anh chị nhé. Rồi hết mã cổ phiếu rồi. Các anh chị nào xem TikTok thì các anh chị bình luận thêm, không là chúng ta sẽ kết thúc cái phiên live ngày hôm nay các anh chị nhé. VGS nhóm thép mà cái điểm như thế này thì chúng ta thấy thấp rồi nha. Điểm là thấp rồi. So với Hòa Phát như thế nào? Hòa Phát thì nhóm thép nói chung cái tài chính đoạn này nó rất là thấp các anh chị. Đây Nam Kim này, Hoa Sang này. Chủ yếu là có Nam Kim với lại có Hoa Sang là cái tăng trưởng nó có, tức là phù hợp để chúng ta đánh ngắn hạn, ok. Chứ còn về cái điểm chặt như thế này thì nó rất là thấp về cái điểm sức khỏe ha, rất là thấp về cái điểm sức khỏe. Do vậy thì cái giai đoạn này các anh chị thấy là thép nó cũng rì rà chứ nó không có nóng như là chứng khoán hay là bất động sản, đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra cái chặt của VGS một tí. Về chặt thì VGS đang có cái chặt tăng trưởng ok các anh chị nhé, đang có cái chặt tăng trưởng, chặt tăng. Giá điều chỉnh ở trong cái giai đoạn này, điều chỉnh là cơ hội các anh chị có thể canh để các anh chị mua ngắn hạn, lướt trading T cộng thì ok. Về điểm số thì nó thấp nha, ở đây mình có chia sẻ rồi. VIB, ngân hàng quốc tế, chúng ta kiểm tra luôn cái sức khỏe của ngân hàng quốc tế VIB. Về điểm số thì các anh chị thấy là 6.25/10. Tăng trưởng có và cam kết đầu tư 39% cao nhé. Như vậy thì VIB, ngân hàng quốc tế là cái điểm số về mặt sức khỏe, về mặt tài chính là nó đạt cái yêu cầu đầu tư của chúng ta. Về chất kỹ thuật thì con này vẫn đang tích lũy tăng, chặt rất là đẹp. Do vậy thì rung lắc và điều chỉnh đây là cơ hội để các anh chị canh mua đối với con ngân hàng quốc tế VIB ha. Thì đó là một số cái chia sẻ rồi. Qua đây thì nó cũng hết các cái yêu cầu bình luận của các anh chị. Các anh chị có thể bình luận thêm. Nếu như không có các bình luận, mình sẽ tạm ngưng cái livestream ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi.